Dạ xin chào quý vị khán giả Kinh Dừa, xin kính chúc quý bà con cô bác mình thật là nhiều sức khỏe nha. Đây giới thiệu bà con cô bác, đây là chân dung cô gái rất là thương hoàn cảnh của Tuyên với Lộc đó. Khi mà cô gái này nghe nói Tuyên với Lộc chuẩn bị mừng tân gia nhà mới thì cô ấy đã từ Đắk Nông chạy xuống thành phố Hồ Chí Minh và từ thành phố Hồ Chí Minh chạy xuống tới Đồng Nai để mừng em nó, và vừa tới nơi thì cô ấy đã gục ngã và nằm trên võng 3-4 tiếng đồng hồ, bây giờ vẫn chưa có tỉnh. Đó là cô gái Nguyễn Thị Ngân. Sao vậy? Chào khán giả. Chào khán giả Nguyễn Thị Ngân đây, để thấy như Nguyễn Thị Ngân cũng có những lúc mà ghê lắm. Nó sơ sát tàn tạ vậy. Sao vậy? Em... Hả? Em không biết nữa, chắc do đi xe liên tục nó hơi mệt. Đi xe khuya vậy? Đi xe khuya xong là sáng xuống cái nghỉ xíu là đi chung xe luôn. Vì vậy sao phụ tân gia gì được? Hy vọng là không phải. Chỉ mệt xíu thôi. Vậy nhưng mà mệt gì rồi sao quay tân gia được, phụ tân gia được, phụ gia đình ta được. Trời ơi, em cũng kiểu này còn báo gia đình ta nữa. Tướng giàu nữa. Anh ngồi né né đi. Mà cũng không cái nghe. Này vô nhà chị làm một ly nước chanh đúng đi. Tỉnh táo. Chanh nóng cũng tỉnh táo. Nãy ngủ thấy nó tỉnh tỉnh. Vậy là nó rối vô thì chắc nó rối loạn tiền đình rồi. Ờ em hay bị đau đầu á. Đi xem nhức đầu. Yếu ha. Say xe. Sao mấy bạn mà biên tập với trợ lý Phương vừa làm bạn nào cũng đi say xe không à? Tú cũng say xe cũng nặng nè, rồi Mai cũng say xe nặng, Ngân cũng say xe nặng luôn. Xe. Trang cũng có luôn. Trang nhẹ hơn. Trang đi được. Trời ơi. Phương cũng bị luôn. Ai anh? Phương trời xa xứ lạ. À Phương. Nói chung con gái mà yếu đi xe. Sao kỹ ta? Đau quá. Hy vọng trời ơi, sao trời ơi em như vậy bà con cô bác lo lắng cho em lắm biết sao. Thôi em toàn hả em chứ hả, có cần gọi cấp cứu không? Không em vẫn ổn hả? Em vẫn ổn không gọi sao. Cấp cứu đi. Nhưng mà biết sao không, tại vì mình mệt vậy nè, cái mình nằm nghỉ nãy giờ á, mình không trang điểm cho môi nó hơi nhạt nha. Em biết mà, em biết nó tàn. Phải hơi nhạt thì nó sẽ giống như là đu đợn. Nó không phải. Ảo được như mỗi ngày đó, phải không? Bởi vì anh còn quay gần vậy nữa, anh quay góc bên này nè anh. Đi vô nhờ bà chị chủ quán làm một ly không bôi ly xong chai, thấy nó tỉnh tỉnh hơn uống. Xíu rồi á. Đi. Vô nhà chị chủ quán. Vậy rồi mốt có chồng xa sao trời? Chắc đổi ý không lấy chồng xa nữa. Sao đuối như vậy? Vậy Phương vừa thấy cắm đầu cắm cổ còn đuối quá, Phương vừa quay cho vui cho bà con cô bác khán giả của Nguyễn Thiên Ân xem. Trời ơi là có ý tốt cũng xuống dưới đây để phụ cho mừng tân gia. Dạ bé Mai thì hôm nay không có đi. Cho ly chị ơi, trà đường đi chị. Hay chanh nóng đi, chanh nóng đi chị ơi. Chanh nóng đi chị. Chanh nóng thì uống vô phải thì uống cam. Cam hả chị? Ừ, bữa hổng người ta mệt như vậy cho biết. Đây là bà già chồng của mang anh bé Ngân rồi còn quá. Sao? Ổn không? Chắc em phải nằm ngủ được thêm nữa. Ngủ gì ngon, ngủ 4 tiếng rồi. Mà nãy không ngủ được, nằm cái võng này nó. Ngủ từ lúc 1 giờ rồi. Xuống tới đây ngủ từ 1 giờ tới giờ là 5 giờ chiều rồi. Phương vừa với lại cô Tư với lại bà Thái đi mua đồ cho Tuyên Lộc về rồi mà vẫn bảo còn chưa chịu dậy nữa. Mệt gì dữ vậy? Không ngủ được cái phải ngủ được mất rất sâu nó mới đỡ. Ồ quên anh. Phải anh mang viên thuốc ăn thằng anh. Ừ. Uống không? Có. Nó đỡ lắm. Có. Anh kêu Tuyên lấy cho viên. Bữa anh có đem xuống cho Tuyên. Chắc em xin viên uống cái đó vô cái dặn viên chuỗi uống đó. Em phải ngủ được em mới khỏe. Ngủ miếng chứ nãy giờ không 4 tiếng là làm gì? Em cũng ngủ mà nó cứ vật vờ ấy, nó không có. Hay là tô miếng son lên để cho nó khỏe không? Hả? Đúng không? Tái thiệt. Đúng rồi tái. Mọi người họ thi lên thành là mình phải trang điểm rất là kỹ, rất là dày không? Để bịt đấy. Đánh son rồi giờ. Không, mọi lần là chỉ đánh son thôi, mày không có son. Yếu ha, yếu quá tưởng thôi
Ở tính ra Ngân nó cũng khỏe lắm chứ, bà con cô bác đi mà đông sang tây, tây sang đông rồi đi miền trung mà các kiểu lặn lội chưa bao giờ thấy uống viên thuốc nào luôn á, chưa bao giờ thấy bé Ngân mệt luôn, ăn rất là khỏe mà chưa nay ghé ăn, ăn không nổi là biết rồi. Hôm qua em đi từ Đắk Nông xuống mấy giờ? Đi từ lúc 9 giờ 2 rưỡi sáng tới. Tới rồi giờ đó sao ngủ? Thì tới nhà luôn hả? Không, từ tới bến xe thôi. Thì về nhà tới 4 giờ mới ngủ à? Về nhà 3 giờ 3 rưỡi gì đó. Còn ngủ? Ngủ đến xíu đến sáng. Dậy. Sáng giờ đi. Để rồi bắt ỏi rồi. Con trai ơi, mẹ con bị mệt rồi sao con không đi quậy nước chanh con, mẹ con uống, con ngồi đây gì con trai hả hả? Rồi xong rồi, mẹ ói rồi kìa, mẹ của con ói rồi, con trai ơi hả, sao đây đi nước cam. Ừ, vui rồi. Ông mà ăn xong thì nó khỏe. Em biết sao? Em mệt em ăn trái bắp á. Bắp. Bắp vô không tiêu. Ừ em thấy ói còn nguyên bắp luôn. Còn nguyên hổng luôn hả? Ổn không? Em bắp không tiêu rồi ta. Không tiêu nguyên hộp, ăn nhiều thêm nốt không tiêu á. Em mới mua cam vô. Bắp luôn. Cam á, con bắp thì không tiêu á. Bắp nó khó tiêu lắm. Ghé đợi 5 phút nữa có cấp cứu rồi. Đã có cấp cứu rồi. Chứ ở trên bệnh viện Chợ Rẫy xuống luôn á. Mà chồng con giờ này đi chưa về nữa. Còn bà già chồng thì ngồi đấy cười. Chồng bé Ngân ở đây nè bà con bác, đều quay chồng của bé Ngân nè bà con bác. Chị anh gả cho chị Mai chứ. Bữa thì có Mai gả cho Mai, còn có em gả cho em. Mà đang đi chơi với người yêu nó rồi. Đi nước chưa về luôn. Ở bên nhà có đây có suối đẹp lắm nha. Bữa em đâu có đi xuống suối không? Đẹp lắm. Thấy à. Thác đẹp lắm, thác kia đẹp lắm, thác thượng đẹp lắm. Khỏe chưa? Khỏe chưa, đi qua thăm nhà, thăm quan nhà Tuyên Lập rồi cho biết coi. Tỉnh hơn xíu. Nhà với lại tiền nhà với tiền gì ta? Tiền trang trí nội thất, đồ đạc nội thất á. Dạ. Gần 30 triệu luôn á. Tạm á. Anh mua xong hết rồi hả? Anh mua xong rồi con thiếu. Nhưng mà có chuyển về chưa? Ta đang chuyển về. Ổn chưa? Đỡ hơn. Tỉnh. Ăn bắp không tiêu. Đúng không? Bắp không tiêu nhưng mà sao nó thì... Tôi vừa cũng đang đi mua que test về để test cho Nguyễn Thiên Ngân và con bác. Để em đi ra ngoài đi lại cho nó khỏe. Thôi vậy thôi, chào tạm biệt ông bà, con Tú nè. Con chào nói không? Phải ra quốc trái đào rồi phải hả? Quốc trái đào. Ủa quốc trái điều lộn hậu á? Ở đây có không ta? Nhiều lắm, đã lắm. Chứ ăn vô sốt ruột à? Mỗi khi anh có đem thuốc tiêu theo mà nay không có đem. Nhưng mà không tiêu thì sao nó lại gây ấy được. Hả? Em thấy hồi hồi lại xíu rồi. Này bữa nhóc nó rụng hết rồi. Vô nhà Tuyên Lộc là nhiều lắm. Vô nhà Tuyên Lộc là nó chín đã luôn, đi lại gốc kìa. Hả? Hả? Qua nhà anh. Nhà của ba mẹ Tuyên Lộc nó nhiều lắm. Ở nhà đẹp quá hơi chứ. Thiết với đà xã hội này sao mà con bác thiết thì Phương vừa cũng vừa thấy thấy cái chuyện bất bình nè, chồng con này, chồng với ba chồng ở đây nè, con vợ nó bệnh không lo chứ trời, trời ơi, bệnh giờ nó ói quá trời mà không lo nó vậy, tại tao đi theo tao quay clip không vậy, có gì không mà ói gì trời, ói là nguy hiểm mấy gạch mà ói đâu thuốc nó hay lắm dạ, mấy gạch mà ói rồi ngăn mấy gạch mà ói. Đang đi mua về test. Trong khi chờ đợi là phải đeo khẩu trang suốt. Không mà chắc sao em thấy tỉnh lại rồi. Tỉnh chưa? Tỉnh rồi. Uống cho bắp không?
Kìa là cái thiếu ngủ nó mệt, thiếu ngủ mệt này đi nắng rồi ăn ăn trúng thực á, cái đào đã không? Không hái được nè, sao cao lắm. Trái cao kìa, xin. Cái này vườn của người ta vô phải xin nè, nói trên clip xin, cho các em xin một trái. Em tưởng để lỡ. Để lỡ chị đó có coi clip thì chị ờ chị ừ. Cho em xin một chị trái. Cũng vui lòng. Đây trái nhiều bình thường bán đây. Đó. Rẻ lại là đi ăn rồi. Chắc do uống được ly nước cam nữa. Mà cái này phải có muối. Ăn này cẩn thận không có dính mũ rồi. Áo trắng là khỏi giặt luôn mọi người. Ăn ăn đâu? Không không, ăn ăn hoài. Ăn ăn đi chứ. Ăn ăn hoài, mai làm trái muối ớt kia thì còn ngon đi chấm nè. Mà ăn này mà ăn muối ớt chắc nó sặc á. Đúng rồi, nó sẽ ấy muối ngon. Nhưng mà ăn phải ăn với muối mới ngon. Cái hột mình đi mang đi nướng mọi người. Bỏ vỏ không vậy? Cho nó đỡ chát. Còn nhìn nó chảy nước miếng vậy. Cái này cho nó càng đỏ nó càng ngọt. Trời, ăn xong thấy thấy gì vậy? Yêu. Ngon. 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 Khá là tỉnh được không? Nhưng mà giờ ói hết ăn này sợ nó sốt ruột. Sốt ruột quá. Thôi. Ừ. Cắn cái nữa hả? Hết luôn rồi còn gì nữa? Phí. Ừ. Thôi chào tạm biệt bà cô chú ơi, rồi xíu nữa mua gà về nấu cháo à. Dạ. Rồi khỏe mạnh rồi. Em khỏe rồi, tự nhiên có clip mà khỏe là anh. Rồi sáng gì chưa quay clip không? Mệt không? Quay hay xong clip thấy khỏe hẳn rồi. À, dạ. Cảm ơn bà con bác hẹn gặp mình. Nãy giờ diễn hả? Không. Không có. Đẹp lắm. Dạ, cảm ơn quý bà cô chú và chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại. Bye bye mọi người. Sao anh còn quay lại rồi? Mệt. Kiều cậu Tư chào đi, Kiều cậu Tư. Em đi vô khác đi, em chưa có kết quả, em đi vô khác đi. Gì vậy anh quay hoài rồi hả? Chào em, chào rồi em chào, chào quý khán giả. Hẹn gặp mọi người trong những clip tiếp theo, không thì chút nữa còn đợt sau nữa. Rồi, cảm ơn bà con quá ạ.